Yo yo anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì clip tiếp theo là clip rất đặc biệt anh em, clip này cực kỳ đặc biệt luôn. Mình thề anh em là cực kỳ đặc biệt. Hiện tại thì mình lại tiếp tục được các dân chơi tặng ạc anh em. Cảm giác rất là phê anh em. Lâu lâu mình lại được fan tặng ạc, được các bạn, các anh em tặng ạc. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một con ạc. Bạn này mình cảm ơn bạn này rất là nhiều luôn. Nói chung thì tên thì mình không tiện nói. Giờ mình chỉ nói là được tặng ạc thôi. Ạc này thì cũng bỏ lâu rồi nhờ, cho nên hiện tại và vàng còn cũng khoảng 7.000, lực hoạt động thì 1.200 luôn, vậy đái. Để mình coi bạn ấy có cất dấu vàng ở trong đây không. Hết rồi, ok. Lần đầu tiên cho mình gửi em lời chúc sức khỏe cũng như đi học hành tốt nha. Và kèm theo đó thì nhớ like video, đăng ký kênh cho mình, subscribe cũng như click quảng cáo nhiệt tình cho mình nha. Ủng hộ cho mình tinh thần và động lực cũng như là những cái rất là nhiều thứ nữa. Rồi, ok, nâng cấp được nè. Ý, nâng cấp xong đừng nhận nữa, quá ngon. Wow. Hiện tại thì mình đang có mặt tại con ạc ở Vinh Mi. Và như anh em thấy cái tên, như anh em thấy cái tên đặc biệt không? Ba Quy Viên Thuật. Đây cũng là một thành viên trong công hội Ba Quy của Akisame của mình. Hiện tại thì thanh niên không còn chơi nữa. Thanh niên lo kiếm tiền, cưới vợ, cưới con, các kiểu, sinh con, đẻ cái, nên đã truyền lại ạc cho mình, cho mình ạc để mình chơi. Và đã cho mình tới hai con ạc lận anh em. Đây là con ạc đầu tiên. Trận hình đủ rồi nè. Đây là con ạc đầu tiên. Còn bạn ấy vẫn còn một con ạc, vẫn còn một con ạc nữa thì để mai mốt mình trả mình sau. Hôm nay mình sau một con trước, con thứ hai để ít bữa mình sau sau. Tinh linh thì giống khá giống mình nha. Hai bang đinh và berry berry. Rồi tối đầy luôn mới ghê chứ. Không có ác ma huyền thoại à. Mấy cái trái này nữa. Khá là nhiều đồ đấy chứ. Ok. Để mình sử dụng bớt đi. Đây là gì đây? Báu vật hả? Để mình coi thôi coi ạc ấy, bạn ấy gửi tặng cho mình như thế nào nha. Anh em cùng xem. Đây là một thành viên trong hội Ba Quy, chắc chắn rồi. Ạc kia như là cũng cùng con hội Ba Quy mình luôn. Đây công hội đây, công hội Ba Quy nè. Hội trưởng là Ba Quy Triệu Vân. Tên nhân vật của đất này là Ba Quy Viên Thuật. Anh em này hình như mình cũng khá gặp khá là nhiều trong đấu trường rồi. Hôm nay thì mình lại vô tình vô ngay con ạc này luôn. Đúng thật là đáng lòng. Túi đồ của bạn thì còn quá trời cái kinh nghiệm mình luôn nè. Wow, còn một viên ác quỷ 99.000 này luôn. Ok, mình sẽ cố gắng thu thập viên ác quỷ để mình giết trái ác quỷ. Ok, ở bên đây thì không có gì đặc biệt. Wow. Nguyên tố sao lại nằm đấy. Ở bên tạm thời còn cái này. Rồi, để mình coi kho cái. Trái phục thù. Ok ok. Để mình coi đồng đội ra. Nhân vật chính thì đã Haki lên cấp 5. Cái này là vòng xoay gì ta? Vòng xoay gì mình đặt tên mình quên luôn rồi. Thôi làm hay bỏ qua đi. Vật công 3S trừ vật phòng 3S không giáo, quá ngon. Cái này là rèn 140 100%. Bên báu vật thì có bao full báu vật của râu đen luôn. Kinh vồn. Trời ôn dịch ha. Đây là trắng. Trái ôn dịch, trời ơi. Có cả trái ôn dịch luôn anh em ơi. Đây là Giffin, có cái bạch sơn lớn. Rồi, nhưng mà tiếp theo bạn chơi là cái Yasura. Tiếc là hệ gió cũng khá là yếu thôi. Gmail này chắc là đội phụ rồi, hồi thứ 6. Bo xuống ra không chơi, Mila không chơi. Đây là Lao. Ma công rèn 130, 80%, ma phòng 3S. Có cả trailer anh em. Nhưng mà hệ số cũng không được mạnh lắm. Nói chung thì mấy con ạc này đều lạc ngon cả đó các bạn. Ôn dịch, cái viết quá tinh. Trời ơi, ôn dịch quá trời luôn. Thật là đập phê quá đi anh em ơi. Cái nhận này rèn 100% và 135. Cái này thì không rèn, nhưng mà 98%. Ok, được, nói chung là được đấy các bạn. Mình rất là thích những cái con ạc mà người ta tặng cho mình. Để mình được làm clip cho anh em coi. Phản hồi thì không có gì đặc biệt đâu, tắt đi. Hiện tại ạc này là VIP 7 nha các bạn. Số tiền để nạp vào ạc này là 2.9 triệu, gần 3 triệu. Rồi, để mình đánh với phó bạn hiện tại coi sao. Rồi ạc này, Ban Bright. Đây là phó bạn bữa mình vừa vượt qua luôn. Giật luôn anh em ơi. Ngại ngùng giờ không chơi cho anh em coi sức mạnh của con ạc này. Đặc biệt là có trailer nữa anh em. Ui dồi ôi. Máu anh em kia bị rút kìa anh em. Kinh dị vãi. Mình coi rau trắng coi.
rau trắng bổ bổ đau nó như thế nào. Sồi úi rồi, rau trắng thì nó hơi yếu lắm, nó không được mạnh lắm do cái nhận mình rèn nó thấp rồi. Nhưng vật chính bắn thì khỏi nói luôn em ơi, chó điên luôn. Rồi đây lờ bầu nè, cái này gọi là ỷ thiên đồ long đao. Trời ơi, một con ác mình đã được tặng và có cả ỷ thiên đồ long đao. Xò xò chờ hết luôn không. Rồi trắng cay mà không chết, gọi là cay cú. Bắn luôn đi. Wow, cuối cùng rau trắng đã cái thành công anh em. Rau trắng đúng thiệt là nhanh nhẹn thiệt, cái tốt thiệt chứ. Ok, rồi con tiếp theo mình đánh nó ở Momonga này luôn. Momonga, vãi cả Momonga. Ông Ray lên này thì nói chung là đánh cái là 94 nọ nè các bạn, nọ cũng khá là nhiều có sẵn đó. Đúng rồi, chém đi em, mình có ra trái ôn dịch đó các bạn, cho nên là mình được sát thương khá là nhiều. Kèm theo đó thì có khả năng gây hỗn loạn nữa, trái ôn dịch là dây không chế mà. Ok man, win. Nói chung là ạc này mạnh hơn ạc chính của mình nhiều, chính của mình đánh lâu phải đái, ạc này đánh phát chết tươi, quá mạnh anh em ơi. Mình lâu lâu lại được anh em tặng ạc thế này thì mình thật sự rất là ngại luôn á bạn, nhưng mà thôi là cũng chấp nhận thôi. Cái ạc ngon mà các bạn đấy không chơi nữa dục đó thì lại phí, cho nên mình sẽ tiếp nhận, mình sẽ tiếp nhận những cái con ạc thế này để mình chơi bời các kiểu, hoặc là mình có thể fan của mình có ai biết chơi chuyên nghiệp mà không có ạc chơi thì mình sẽ đưa ạc lại cho anh em chơi đấy. Anh em cứ thoải mái yên tâm đi, để mình coi lát có mã tinh linh đâu, mình nhập mã tinh linh có đúng không nữa, chứ là mã tinh linh sai coi như cũng như không luôn á. Ngu người luôn anh em ơi. Ấy chà chà, tính ra cũng được các bạn, sát thương tốt. Rồi lơ với lại như một chính mạnh phải đái luôn. Rau trắng thì nếu mà rèn thì em nhận như ông Ray lơ được thôi, chó điên luôn á. Rồi thanh niên bị trúng độc rồi, quá phê quá phê, quá là phê. Chà, hay lắm hay lắm. Rồi cú đấm chó đã xuất hiện, lần này thì có vẻ trâu hơn em, tại vì đây là móc thứ năm. Đấy, thanh niên Momonga bắt đầu chém thằng này. Ui trời ơi, sát thương ngon. Chiêu nọ của nhân vật chính cũng là giống chiêu của mình, chiêu một giọt kết giới lời rồng anh em, đánh hàng ngang tạo khi một giọt. Rồi y thiên đồ long đao bắt hai, quá dữ luôn anh em. Ui trời ơi, thế mà không chết nha, sát thương của chiêu nổi yếu vãi đái luôn á. Mình thấy nó còn khá ít máu luôn á. Rau trắng lại được KS nữa rồi, KS thành công. Ui xời, yeah, KS thành công rồi anh em. Rồi, để mình coi về xếp hạng đây. Nhưng mà ạc này thì thuộc server là server 15 Bellamy các bạn ơi. Này là do group server cho nên mới chung với mình thôi, chung công hội với mình thôi, chứ nói chung là server khác mình. Nhưng mà nói chung là vẫn thấy được mình chắc rồi. Đây, về đẳng cấp là ạc này xếp hạng 39 nha các bạn, 39, top 39, quá ngon. Đấu trường là top 57, danh vọng là 55, treo thưởng là 61, giờ có bạn là 46. Rồi để mình qua tỷ thí mình coi có mình không nha. Mình nhớ là mình xếp hạng 30 mấy hay 5 mấy gì đó, mình tìm thử coi. Đây 57, đây là ba quy viên thiệu, rất là nhiều thanh niên ba quy luôn anh em ơi. Kisame đâu, đây mình nè các bạn, mình xếp hạng 54, còn thanh niên này là xếp 57. Là chiến hơn mình đấy các bạn, nhưng mà vô đánh thì cũng chưa biết ai thắng ai đâu, mình thề luôn đấy. Đây là mình nè, mình được lên TV kìa, nên thấy chưa. Quá tuyệt vời. Vậy là mình đã tìm được một con ngạc chơi cùng server với mình. Không phải cùng server nhưng mà nó do nó gặp server, cho nên mình có thể nói là cùng server luôn. Thậm chí là cùng cả công hội luôn rồi anh em. Quá tuyệt vời luôn. Thằng này thì bạn ấy không chơi nữa, mình đưa cho mình chơi. Mình cũng thật sự cũng không có thời gian nhiều, nhưng mình sẽ cố gắng. Khi nào rảnh thì mình sẽ vào chơi, để cho ạc đỡ bị một mình cô đơn. Đó. Ok. Và sau này thì nếu mà mình không có thời gian rồi thì mình sẽ đưa lại cho anh em. Anh em nào biết chơi thì mình sẽ đưa lại.
Rồi, để mình coi cái mã tinh linh. Ở đây không có mã tinh linh luôn. Vậy thì mình sẽ lập mã tinh linh. Quá ngon anh em. Nơi sinh của bạn ở đâu? Tên trường tiểu học của bạn, mã số sinh viên, sinh nhật của cha bạn, sinh nhật của mẹ bạn. Nơi bạn sinh ở đâu đi? Mình sinh ở Việt Nam. Chắc chắn rồi anh em. Không biết là bài này có đúng chưa nữa. Mình cần phải lặp lại cho chắc chắn đi. Ok, chắc là được rồi đó. Mình sẽ test thử. Đấy, ok, anh em thấy chưa? Rất là tuyệt vời. Rồi, ok, thế thôi. Đấy, clip mình tới đây thôi. Anh em nào có cảm xúc, cảm nhận gì về cái con ặc mà thanh niên này đã tặng cho mình thì nhớ để lại comment mình biết. Rồi đó thì đừng quên like video, subscribe đến cái kênh và quảng cáo nhiệt tình cho mình, ủng hộ cho mình nha. Ô, nguyên tố này mình thiếu nè. Ui trời ơi, thực chiến lên 2.7 liền. Ok, tạm biệt anh em nha. Chúc các bạn một buổi trưa vui vẻ. Đi học về thì tuyệt vời, ăn cơm, uống nước, các kiểu. Đi học rồi nhưng mà cũng đừng quên ủng hộ clip cho mình là được. Thế thôi.